Những cô vợ hai sau thời gian sử dụng thường bị xuống cấp màu sơn hoặc nghiêm trọng hơn là hư hỏng dàn áo do quá trình di chuyển xảy ra va quẹt. Dù với lý do là gì, thông tin chúng tôi có được là nhiều người vẫn muốn chăm sóc và có thể là lột xác cho xế cưng của mình sau nhiều năm làm chủ để có ngoại hình mới lạ, thích thú hơn mỗi khi cầm lái. Ngoài những sản phẩm độ body kit đến từ các xưởng ở Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, những năm gần đây, các thợ Việt còn mạnh dạn tạo ra những bộ body cho các mẫu xe quốc dân trong nước, và có chiếc còn được độ wide body rất cá tính. Mới đây nhất, để giúp cho vợ hai có ngoại hình mới lạ trong năm mới, một chủ xe ở Tây Ninh đã quyết tâm chi ra hơn 100 triệu để trang bị cho chiếc xe Hyundai Accent của mình, body kit mới, đèn cá tính và cuối cùng là hệ thống ống xả thể thao. Cây nhà lá vườn là những gì mà một xưởng độ ở Tây Ninh đã phục vụ cho chủ nhân chiếc xe Hyundai Accent này? Dự án ban đầu là nâng cấp body kit theo xu hướng thể thao, mới lạ. Sau đó, hệ thống đèn pha cũng được thay mới và thêm hai quả bi gầm, cũng được đưa vào để tăng độ sáng cũng như mang đến mặt tiền sáng sủa hơn cho xe. Bộ body kit này do thợ Tây Ninh thực hiện bao gồm mặt ca lăng của xe được chia thành hai phần riêng biệt kết hợp, với đó là những nét cắt rất táo bạo. Chiếc xe Accent này được những người thợ tích hợp thêm cánh lướt gió phía trước sơn màu đen, tương phản màu đỏ của ngoại thất xe. Hai bên hốc gió trước của chiếc xe Hyundai Accent ở Tây Ninh được sửa đổi lại thiết kế và trang bị thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang cùng với đó là bi gầm được tích hợp vào tấm ốp bằng nhựa, được dựng đứng. Bộ body kit thủ công giúp ngoại hình chiếc xe Hyundai Accent tạo ấn tượng và dữ dằn hơn xe nguyên bản, điều đó thể hiện rõ nhất ở phần đuôi xe, với cản va sau hoàn toàn mới với trang bị thêm các tấm khoách tán gió thể thao. Hai bên hông đuôi xe được khoét thêm hai hốc gió dựng đứng cùng với đó là các đường cắt. Cuối cùng chính là việc tăng thêm sự cá tính và dữ dằn cho mẫu xe Hyundai Accent này bằng chi tiết cánh gió đuôi được sơn đen. Để cải thiện hệ thống âm thanh phát ra từ đuôi xe, chủ nhân mạnh dạn đầu tư bộ ống xả độ của XEX với lon pô có chất liệu titanium. Hyundai Accent đang trở thành mẫu xe ăn khách nhất trong phân khúc sedan hạng B cùng với các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Honda City và Mazda 2. Sự thành công của xe Hyundai Accent chính là bản mới có thiết kế ấn tượng và mức giá bán khá tốt. Giá xe Hyundai Accent tại Việt Nam từ 426 triệu đến 542 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh cũng như các khuyến mãi từ đại lý. Xe cộ CXXXX